ở thời nguyên thủy ấy, xét đánh vào cây tạo ra lửa từ đấy người ta có thịt nướng mà không biết là có phải từ đấy ăn thịt nướng là con người thông minh ra phát triển ngày hôm nay không thế nhưng mà lúc đói cồn cào nhìn thấy miếng thịt nướng là bản năng nguyên thủy lại trỗi dậy chảy hết cả lúc miếng nha đang đói cồn cào vào cả nhà hàng nướng nhìn cái toàn bằng khen tiếng hàn quốc này thấy cũng kinh rồi nói gì thì nói chứ đi ăn thịt nướng ở nhà hàn quốc nào tôi thấy người ta cũng có một cái sự gọi là chuẩn chỉ về cách bày biện rồi bài trí miếng thịt từ sao cho nó hấp dẫn hay là rất nhiều cách để thưởng thức một cái miếng thịt ăn sao cho nó hợp lý chẳng hạn như cùng với cả cái miếng rẻ sườn lợn nướng này nướng xong rồi anh em có thể chấm với hành để ăn hoặc là anh em có thể quấn với lá nhíp hay như cái kiểu mà tôi thích ăn nhất đấy là ăn cùng thịt nướng với cả mì lạnh thịt nướng được ướp và ngọt thơm xong rồi nướng xong rồi nóng nóng ăn cùng với cả mì lạnh nó dập cái nóng đấy không bị bỏng mồm nhưng mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn cái miếng thịt nó vừa mới nướng xong nếu mà ăn uống nhẹ nhàng thì 290 000 được cái phần thịt vừa rồi với cả hai cái phần thịt nữa là sườn lợn nướng với cả bì lợn hoặc nếu anh em nào bụng khỏe một tí gọi hẳn suất 490 gọi là 500 đi thì được ăn sườn lợn nướng bì lợn có cả thịt ba chỉ lợn với cả thịt ba chỉ bò nữa mà nhìn kỹ thì thấy cả lác đác mấy miếng lạc vai à, bởi vì tôi gọi bốn chín mươi mà kẻ giá này nó cũng hơi hàn quốc một tí ấy, nhưng mà nếu mà được trải nghiệm một cái đồ ăn ngon nó ngon hơn bình thường một tí thôi mình cũng sẵn sàng trải nghiệm một lần ngoài ra có mấy món ăn kèm mà không trong suất buffet do bọn tôi đi đông nên bọn tôi gọi thôi tôi nhắc kỹ không anh em lại hiểu lầm nhé. suất buffet đây là chỉ riêng thịt thôi đấy thì ngoài ra có gọi thêm mì trộn cay canh lòng bò với cả cơm trộn thịt bò sống thì nó cũng chả có cái gì nó đặc biệt đâu ngoại trừ cái món cơm trộn thịt bò sống này ăn nó tếu lắm các ba kiểu lúc đầu mình nhìn sợ sợ ăn vào nó cứ nhầy nhầy mềm mềm mà nó không kiểu bị ngấy gì cả kiểu hoài nghi nhân sinh mình có nên nhai rồi nuốt cái này một cách bình thường không nhỉ ôi rồi đã chế ra lửa rồi lại còn nằm bò súng với cái cơm làm gì quay trở lại ăn cái bì lợn nướng này thôi nướng xong mà cứ phải gọi là thơm nức một cái lớp mỡ nó chảy ra mà nó không bị rơi xuống nó vẫn còn động lại trên miếng thịt cắn vào có cảm giác nó dính dính răng nhưng mà nó lại ngọt ngọt mềm mềm còn nếu mà sợ dính răng quá thì chấm với cả bột đậu ăn cho đỡ dính nó cũng ngon hơn nữa đoạn cuối sắp đi về còn thấy anh bếp trưởng ra anh anh không nói chuyện anh bảo là cũng tham gia chương trình masterchef hàn quốc thế tôi hỏi anh có gặp golden ram say nói tiếng hàn không thì chắc anh không hiểu tiếng việt anh không trả lời